Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái bản version mới trên Photoshop 2023 24.5. Thì đây là các bạn update được thay đổi giao diện mới nhất. Mình vừa update, mình chia sẻ các bạn nào quan tâm thì có thể update lên ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn một số những cái tính năng mới trên cái thanh Tab 3 được tích hợp trên bản Photoshop version mới này. Thì các bạn để ý cho mình là ở góc dưới chúng ta nó sẽ có cái thanh Tab 3 này, nó hỗ trợ chúng ta. Đầu tiên khi chúng ta mở file ảnh lên đó, thì nó sẽ hiện lệnh Select Subject và Remove Background. Thì đây là cái hai lệnh giúp cho mình tách cắt phong nhanh một cái file ảnh thôi, chứ không có gì đặc biệt. Rồi bây giờ mình sẽ test nhanh cho các bạn cái lệnh Select Subject đi. Thì Select Subject này thì nó, thì các bạn biết là nó sẽ tự động nó chọn cái vùng chọn của người. Thì khi mà các bạn chọn xong thì nó lại hiện cho mình một cái tiện ích tiếp theo, đó là chúng ta sẽ có những cái lệnh như là Fader nè, Bore nè, các bạn nhân phông nền lên nè, đó các bạn nhân rộng ra. Ngoài ra các bạn chọn Select Mask nè, đó các bạn được cắt trực tiếp ở trên đây luôn. Đó rồi, còn tiếp theo là Fader ha, các bạn tạo vùng chọn á, thì trong tất cả những vùng chọn các bạn tạo á, thì nó sẽ hiện cho mình luôn cái lệnh Fader, các bạn không cần nhấn phím tắt luôn. Đó, các bạn chọn Fader xong á, thì nó sẽ thì ở đây nó lại tích hợp cho mình như là Ctrl T nè, mặt nạ nè, và cái lệnh chỉnh màu luôn, thì nó tích hợp trên đây sẵn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái lệnh Select Mask để tách nhanh cái tấm ảnh này cho các bạn xem. Không? Nó đã chọn sẵn cho mình luôn. Ở đây các bạn chỉ còn New Laser thôi. Vậy là xong. Rồi chúng ta đã tách xong một cái file ảnh nhanh. Rất tiếc là nó sẽ không cho mình là thay phông ở trên đây. Nó chỉ Remove Background. Remove Background có nghĩa là ở đây, Remove Background có nghĩa là nó chỉ cho mình cắt phông nhanh thôi, chứ nó không có cho mình thay phông luôn. Thì để có cái tính năng thay phông đó thì nó mình lại qua một cái công cụ khác ha. Rồi bây giờ mình sẽ save cái file ảnh này lại đi, rồi mình sẽ chuyển qua cái công cụ khác, nó sẽ hỗ trợ cho mình thay phông trực tiếp. Rồi thì ở đây á, thì mình sẽ khi mà các bạn có một cái file background hoặc là một cái cảnh nào đó tùy thôi, ở đây mình tạo một tờ giấy trắng thôi, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là import cái tấm ảnh ra. Thì tấm ảnh lúc nãy nè chúng ta đưa vào nó, chúng ta sẽ được import ra, rất là hay ha. Đó, cái file ảnh này được import ra là rồi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chọn cái phông nền. Cái hay của cái update mới này là cái lệnh Gradient Tool nữa. Khi mà Gradient Tool này thì chúng ta sẽ tạo được cái background màu rất là đẹp. Đó, ở đây thì mình sẽ chọn Gradient Tool phông màu xám ha. Ở đây thì nó sẽ tích hợp cho mình nhiều cái tính năng mới nữa. Nói chung là khá là hay, mình rất là thích cái lệnh này khi mà các bạn đổ phông màu vào nè. Các bạn để ý nè, đó, các bạn thấy. Ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta một cái chấm nè. Một cái chấm này giúp cho chúng ta điều chỉnh những ánh sáng bên trong qua nè. Đó, đây là một trong những cái lệnh mình thấy nó khá là hay, giúp cho mình làm những cái phông màu, những cái phông nền hoặc là những cái background màu nhìn hình rất là mượt nha. So với những phiên bản cũ thì chúng ta phải tạo và nhấn điều chỉnh, còn ở đây nó điều chỉnh cho mình trực tiếp ở trên đây luôn. Đó, nó tạo cho mình một cái background mặt nạ riêng nữa để giúp cho chúng ta điều chỉnh. Đó, thì chúng ta thay phông nhanh là vậy trên cái thanh tab menu này. Đó, rồi thì đây là những cái hỗ trợ trên cái tab menu khi mà chúng ta chọn cái file ảnh đó, thì nó sẽ hiện lên. Tuy nhiên này, ngoài ra mình thấy nó cũng có nhiều những cái hay khác nha. Thí dụ như về cái tích hợp trên bên cái phần đánh phông chữ, mình thấy nó khá là ổn. Ví dụ như các bạn thấy nè, ở đây thì mình sẽ đánh phông chữ thì mình sẽ được cái là nó có hiện cái màu cái phông chữ. Rồi thì nếu như trước kia chúng ta đánh chữ xong các bạn phải vào trên những cái thanh menu, thì ở đây nó tích hợp sẵn cho mình hai cái thứ mà mình hay sử dụng, đó là cái phông chữ và cái màu sắc hả. Chúng ta có thể chọn nhanh ở trên đây. Thì cái thanh tab 3 này á, chúng ta có thể ghim nó ở bất kỳ nơi nào, hoặc là các bạn để nó tự do á, thì nó sẽ hiện ở dưới những cái lệnh mà mình đã sử dụng. Thí dụ như mình muốn ghim cái tab 3 này ở vị trí nào á, thì các bạn dời nó xuống dưới đó. Các bạn thấy không, mình ghim ở đây thì nó sẽ nằm đây đây. Rồi còn nếu như mà các bạn muốn nó nằm ở vị trí khác á, thì các bạn sẽ dời nó xuống.
Rồi thì mình thấy cái phần này khá là hay á. Nếu như mà các bạn muốn dời nó thì các bạn nhấn reset thì nó sẽ tự động nó di chuyển xuống dưới. Đó. Các bạn muốn rim ở vị trí nào cũng được, tùy theo các bạn thôi. Mình thấy nó nếu như mà nó tiện lợi thì các bạn dùng, còn không thì thôi. Thì mình thấy đây là những cái tính năng mà được tích hợp trên cái thanh Tab 3 mini nhỏ gọn này thôi. Các bạn có thể reset nó rồi nó sẽ di chuyển. Còn các bạn ghim á thì nó sẽ nằm yên. Còn các bạn không thích thì các bạn đóng nó lại. Nếu khi mà các bạn đóng lại xong, các bạn muốn mở ra thì các bạn vào trong Windows thì nó sẽ hiện ở đây. Đó. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có thêm cho chúng ta một cái tính năng được tích hợp achievement nè. Mình thấy cái này thì cũng ít dùng thôi. Nhưng mà các bạn cũng có thể tham khảo thêm ha. Ở đây thì nó tích hợp cho chúng ta những cái màu sắc rồi. Các bạn có thể chọn những cái màu mà mình thích ở bên đây. Lệnh achievement này thì nó chỉ hỗ trợ chúng ta lên màu thôi. Đó, tất cả những cái lên màu đều có hình ảnh rất là nhanh chóng. Rồi ok, vậy thì nó có thêm những cái tính năng mới như là trên cái thanh Tab 3 giúp cho chúng ta tiện lợi hơn thôi. Thí dụ như các bạn chọn dùng chọn thì nó sẽ cho chúng ta có ngay những cái lệnh select fader, select mask, nói chung là được tích hợp sẵn. Và đổ những cái màu nè, các bạn có thể bỏ fill nó đi hoặc là bỏ cái background đi, tùy thôi, bạn tô màu. Đó. Đổ màu trực tiếp lên dùng chọn luôn. Cái này có thể là giúp các bạn vẽ đồ họa thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ở đây thì nó sẽ loại bỏ đi đó, nó tô màu, nó loại bỏ cái background. Hoặc là các bạn delete nó đi trên trực tiếp ở trên đây. Đó chứ có phải ảnh này thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái lệnh cắt ở nói chung cái lệnh remove tool ở bên đây này, các bạn remove tool thì đây là cái lệnh mới trên được tích hợp ở trên đây thôi. Tuy nhiên thì mình dùng mình thấy nó khá là nặng đó nha. Thì nếu như các bạn cài mà các bạn chưa thấy cái lệnh đó thì các bạn vào edit ha. Ở đây nó sẽ nằm ở đâu, ở khúc bên đây nè. Các bạn có thể chọn kéo nó ra menu để các bạn dùng. Rồi. Thì đây là cái lệnh mà giúp cho chúng ta remove nhanh cái những cái vật thể ở trên đây, ví dụ như tấm ảnh này đi. Bây giờ mình sẽ chọn nhanh nha. Khi mà các bạn chọn cái công cụ này thì nó nhìn mình thấy nó khá là nặng đó. Nên các bạn cần lưu ý ha. Đó. Khi mà các bạn chọn thì mình sẽ chọn hết cái người để nó hiểu đó. Các bạn nhớ giữ chuột thì nó sẽ làm mới được nha. Còn các bạn không giữ chuột thì nó cũng không ra luôn. Đó. Thì đây là một cái lệnh nó thông minh ha. Nhưng mà mình thấy nó cũng không có thông minh gì mấy ha. Nói chung là được đi ha. Đó. Cái lệnh này thì mình thấy mình sử dụng nó khá là nặng đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái remove ở bên đây coi như thế nào. Thì ở đây thì tương tự như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ chọn những cái người này để cho nó xóa nè. Nó cũng khá là hay ha. Nó có bì bên này qua nè. Thì nói chung là tùy theo mục đích của các bạn sử dụng cái lệnh này để làm gì thôi. Có thể là trong một vài trường hợp nó sẽ hữu ích, còn đối với một số trường hợp thì nó không có hiệu quả. Nên các bạn có thể cài và sử dụng trước ha. Đó, mình thấy nó những cái update mới này thôi. Nó cũng nói chung là được đi. Ok. Rồi, thì đây là những cái cách mà giúp chúng ta làm nhanh trên cái thanh Tab 3. Mình thấy nó cũng tiện lợi. Đó, giúp các bạn cắt nhanh, cắt phông nhanh và đổi phông nhanh. Đó, cắt nhanh lên trên đây luôn. Ok. Cảnh. Rồi thì đây là cái video mình chia sẻ những cái tính năng được tích hợp trên cái thanh Tab 3 mới này. Ngoài ra thì các bạn có thể update về và sử dụng thử ha. Rồi thì xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh và theo dõi. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ các bạn những cái kinh nghiệm mà mình biết được trong quá trình xử lý ảnh cũng như làm ảnh dịch vụ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.